Vân Dung mặc váy cưới chuẩn bị lên xe hoa. Vân Dung gây tò mò khi khoe ảnh cô mặc váy cưới trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ khoe cô dâu mới. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nghệ sĩ Vân Dung bất ngờ đăng tải hình ảnh mình mặc váy cưới kèm theo đó là dòng chú thích cô dâu mới. Chia sẻ của Vân Dung khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Nhiều fan hâm mộ lên tiếng chúc mừng nữ nghệ sĩ, nhiều người cũng tò mò về danh tính chú rể của cô. Vân Dung là một trong những nghệ sĩ khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Dư luận vẫn tò mò, không biết vì sao Vân Dung lại giấu kín ông xã của mình đến như vậy. Bởi có ai mấy hạnh phúc viên mãn mà không muốn ta khoe. Nhưng Vân Dung chỉ nói có lẽ đó là một góc nhỏ mà chị muốn giữ cho riêng mình. Chị đã dành hết cuộc sống, lòng đam mê cho khán giả, nên cái góc nhỏ ấy chị muốn giữ lại cho những người thân yêu. Tuy giấu kín là vậy, nhưng cũng có những chuyện chị khó giấu trong lòng. Chuyện tình yêu của chị và ông xã cũng đã từng gặp không ít khó khăn. Ngay từ khi kết hôn, hai vợ chồng Vân Dung đã phải trải qua những năm tháng chồng nam vợ bắc. Chỉ những dịp hè, lễ Tết, gia đình mới có cơ hội sum họp, quây quần. Vân Dung cũng đã từng có một khoảng thời gian nam tiến để vợ chồng được gần nhau, nhưng sự khác biệt về văn hóa, môi trường và cả những cơ hội đồng nghiệp trên sân khấu đều khiến chị nhận ra rằng mọi thứ của chị đều ở đất Bắc. Ở đó chị được là chính mình, có bạn bè, đồng nghiệp, khán giả yêu thương và có nhiều sân khấu để diễn. Ít ai biết rằng khi mới yêu nhau, Vân Dung và chồng bây giờ đã bị cả hai bên gia đình phản đối dữ dội. Nhưng vượt qua khó khăn trở ngại, hai người vẫn quyết tâm đến với nhau và ở bên nhau dù cho cuối cùng vẫn là chồng nam vợ bắc. Thậm chí không chỉ là khoảng cách địa lý đã bị xóa nhòa, mà tình cảm cũng vô cùng gắn bó. Ít ai biết, Vân Dung và mẹ chồng rất hợp nhau. Dù chỉ thi thoảng gặp nhau nhưng hai mẹ con trò chuyện vui như Tết. Mẹ chồng Vân Dung luôn ủng hộ, bên vực và chiều chị như con gái. Vân Dung sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của đoàn ca múa Tây Bắc, sau này cả bố mẹ đều chuyển lên quân khu 1. Ngày còn bé, Vân Dung cùng bố mẹ sống ở Thái Nguyên. Lúc 3-4 tuổi, chị đã thích cùng chị gái Vân Trang đóng kịch. Khi thì giả thành công chúa, lúc lại biến thành cô tiên toàn phép màu nhiệm. Năm 1992, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong và trở thành 115 người đẹp nhất chung cuộc. Từ đó, cô bắt đầu bén duyên với nghệ thuật cho đến tận bây giờ. Nghi vấn Diệu Nhi chia tay người tình điển trai. Người hâm mộ của anh Tú và Diệu Nhi đang rất hoang mang trước thông tin này. Diệu Nhi là nữ diễn viên được nhiều khán giả trẻ yêu thích trong thời gian gần đây. Với lối diễn xuất tự nhiên, có duyên và có chút tưng tửng, cô đã khiến khán giả ấn tượng qua các vai diễn trong các bộ phim sitcom như Những cô nàng rắc rối, Chiến dịch chống ế. Khi nói về Diệu Nhi, khán giả không chỉ ấn tượng bởi các vai diễn của cô, mà còn ở mối tình đẹp của cô với người yêu điển trai tài hoa anh Tú. Tính đến nay, Diệu Nhi và anh Tú đã quen nhau được hơn 2 năm, cặp đôi được xem là thanh mai trúc mã của showbiz Việt. Cũng chính vì vậy, nhiều người hâm mộ khá thắc mắc về mối tình đẹp này. Tuy nhiên, mới đây, người hâm mộ không khỏi hoang mang khi phát hiện Diệu Nhi và anh Tú đã bỏ theo dõi nhau trên tài khoản Instagram cá nhân. Điều này khiến cho nhiều người đặt ra nghi vấn liệu có phải cặp đôi đã chia tay, đường ai nấy đi. Không những thế, trên tài khoản Instagram của Diệu Nhi, tất cả những hình ảnh chụp chung với anh Tú đều bị xóa hết. Thông tin này đang khiến nhiều người hâm mộ của cặp đôi vô cùng hoang mang và lo lắng. Được biết, tình cảm của Diệu Nhi và anh Tú đã phát triển trong suốt một thời gian dài. Nhiều người hâm mộ đang chờ đón ngày cặp đôi về chung một nhà. Trước đó, Diệu Nhi và anh Tú còn vui vẻ hạnh phúc đi du lịch cùng nhau. Xét xử Hoa hậu Phương Nga, nhân vật bí ẩn Nguyễn Mai Phương là ai? Suốt trong những ngày diễn ra vụ án, các bị cáo cũng như nhân chứng đều khai bà Nguyễn Mai Phương có liên quan đến vụ án khi hướng dẫn họ viết lời khai với cơ quan điều tra. Nhân vật này đã được hội đồng xét xử ra quyết định triệu tập đến phiên tòa vào chiều ngày 26 tháng 6, nhưng đến phút cuối thì bà vẫn không xuất hiện. Như đã thông tin, tại phiên tòa xét xử Hoa hậu Trường Hồ Phương Nga 30 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội và Nguyễn Đức Thủy Dung 28 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sáng ngày 26 tháng 6, chủ tọa phiên tòa Vũ Thanh Lâm đã ký giấy triệu tập áp giải nhân chứng Nguyễn Mai Phương có mặt tại tòa vào buổi chiều để làm rõ một số tình tiết của vụ án. Bà Nguyễn Mai Phương được xác định là nhân chứng của vụ án. Nhưng trong lời khai của hai bị cáo Phương Nga và Thủy Dung đều cho rằng bà Nguyễn Mai Phương có liên quan đến vụ án này. Và lời khai của hai người trước đây đều do bà Mai Phương hướng dẫn
bằng cách đưa cho hai bị cáo tờ giấy A4 ghi sẵn lời khai. Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Phương Nga và Thủy Dung lại xác nhận từng gặp bà Mai Phương tại quán ăn ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và đưa giấy ghi sẵn lời khai khi công an gọi hai người lên lấy lời khai. Đến khi ra phiên tòa này, các bị cáo mới cho rằng lời khai trước đây không đúng. Riêng bị cáo Phương Nga trong phiên tòa sáng ngày 26 tháng 6 còn cho rằng lúc hay tin ông Cao Toàn Mỹ làm đơn tố cáo Phương Nga, bà Mai Phương còn gợi ý cho Phương Nga làm đơn kiện lại ông Mỹ về tội vu khống. Còn nhân chứng, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án là Lữ Minh Nghĩa, bạn trai của Nguyễn Đức Thủy Dung, xác nhận từng gặp bà Mai Phương hai lần khi đi chung với Phương Nga và Thủy Dung tại quận 1. Nghĩa cũng cho rằng bà Mai Phương cũng từng hướng dẫn lời khai cho Nghĩa khi làm việc với cơ quan điều tra. Trong phiên tòa chiều cùng ngày, nhân chứng Lữ Minh Nghĩa tiếp tục khẳng định đã từng liên lạc qua điện thoại với bà Nguyễn Mai Phương và có lưu số điện thoại của bà. Trong khi đó, thì ở phần công bố chứng cứ tại phiên tòa ngày 23 tháng 6 vừa qua, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố lời khai của bà Nguyễn Mai Phương với nội dung là bà Phương phủ nhận rằng bà hướng dẫn hai bị cáo này viết lời khai. Trước đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Phương Nga đã yêu cầu hội đồng xét xử triệu tập bà Mai Phương có mặt tại tòa để làm rõ một số tình tiết liên quan đến vụ án. Xét thấy sự có mặt của bà Nguyễn Mai Phương tại tòa là cần thiết, nên sáng ngày 26 tháng 6, chủ tọa phiên tòa Vũ Thành Lâm đã quyết định triệu tập áp giải bà có mặt tại phiên tòa vào buổi chiều. Nhưng đến 16 giờ 12 phút, khi hội đồng xét xử hỏi về sự có mặt của bà Nguyễn Mai Phương thì vẫn chưa thấy người này xuất hiện. Chủ tọa phiên tòa thông báo rằng cơ quan cảnh sát điều tra liên hệ được với bà Nguyễn Mai Phương và bà sẽ xuất hiện tại tòa trong buổi chiều. Tuy nhiên, sau khi kết thúc giờ nghỉ giải lao, chủ tọa Vũ Thành Lâm thông báo đã nhận được đơn yêu cầu của bà Nguyễn Mai Phương từ cơ quan cảnh sát điều tra. Theo đó, bà sẽ không xuất hiện tại tòa trong buổi chiều. Đồng thời, ông cũng thông báo kết thúc ngày xét xử thứ 3 của vụ án. Ngày 27 tháng 6, phiên tòa sẽ tiếp tục. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thì khoảng tháng 7 năm 2012, Phương Nga có nói với ông Cao Toàn Mỹ, ngụ quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh rằng có nhiều bạn bè trong giới địa ốc có thể mua nhà với giá rẻ hơn thị trường. Ông Mỹ đưa Nga 6 tỷ đồng để nhờ mua một căn nhà tại quận 5, nhưng Nga không giao nhà. Sau đó, Nga nói với ông Mỹ có căn nhà ở quận 1 giá 16,5 tỷ đồng. Lần này thì ông Mỹ đưa cho Nga 10,5 tỷ đồng. Sau khi đưa cho Nga tổng số là 16,5 tỷ đồng mà không để nhận nhà, ông Mỹ làm đơn tố cáo với cơ quan công an. Ngày 21 tháng 9 năm 2016, Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thủy Dung bị Tòa án Nhân dân TP.HCM đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Nga và Dung khai ra hợp đồng tình ái như mua bán tình dục giữa cô Hoa hậu và đại gia Cao Toàn Mỹ và cho rằng Phương Nga không lừa Cao Toàn Mỹ. Do xuất hiện tình tiết mới nên hội đồng xét xử đã trả hồ sơ về để điều tra lại vụ án. Sau khi kết thúc điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vẫn truy cứu Nga, Dung tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ca sĩ hỗ trợ Châu Việt Cường bị tố nặng lời với người va chạm giao thông. Nam ca sĩ tai tiếng Châu Việt Cường bị tố đánh người trên phố Hà Nội. Cách đây ít phút, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một số hình ảnh về vụ va chạm xe giữa ô tô và xe máy trên phố Thái Hà, Hà Nội. Điều đáng nói trong vụ va chạm này có sự xuất hiện của một người được cho là ca sĩ Châu Việt Cường. Theo thông tin được cư dân mạng chia sẻ, người đàn ông áo trắng được cho là Châu Việt Cường điều khiển một ô tô khá sang trọng, có giá nhiều tỷ đồng và đã va chạm giao thông với một xe máy khi đang lưu thông trên tuyến phố đông đúc Thái Hà, Hà Nội. Sau đó hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, thậm chí theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ việc, người đàn ông được cho là Châu Việt Cường đã xuống xe và có nhiều lời lẽ không hay với người va chạm xe mình, trong khi người đàn ông đi xe máy không có sự phản kháng. Sự việc xảy ra vào cuối giờ chiều ngày hôm nay, đúng vào giờ tan tầm, nên thu hút rất đông sự chú ý của mọi người. Trên mạng, nhiều người bày tỏ sự quan tâm đến sự việc và cho rằng nếu người đàn ông trong ảnh đúng là Châu Việt Cường, thì đây tiếp tục là một hành động mất điểm của nam ca sĩ này sau nhiều vụ việc tai tiếng trước đây. Châu Việt Cường là một giọng ca khá có tiếng tại miền Bắc, anh nổi tiếng với một số ca khúc thị trường như Bạc Trắng Tình Đời, Tình Nhạc Phai. Ca sĩ này chủ yếu biểu diễn tại các hội chợ thương mại tại các tỉnh. Trước đây, Châu Việt Cường từng dính vào các vụ việc tai tiếng như xô xát với khán giả hay nghi vấn dẫn lên scandal hiếp dâm cách đây nhiều năm. Chúng tôi đang liên hệ với Châu Việt Cường để làm rõ những thông tin và nghi vấn này.